Mẹ mày đi chưa? Mẹ tao đang ở trong bếp. Chắc là lâu đấy. Sao tao lại uống say cơ chứ? Mà sao mày không đưa tao về quán? Đưa về đây thì mày cũng biết thừa mẹ mày ghét tao còn gì nữa. Thì mày buồn chuyện của ông gì? Tao khuyên mày có được đâu. Cứ đỏ đi uống rượu bằng được. Mà mày yên tâm đi, mẹ tao bây giờ khác rồi. Khác á? Thật không? Thật. My ơi, dậy rồi thì gian sáng đi con. Vâng ạ. Hay là tao trốn cho mày nhá. Nhá. Cả Tú nữa. Nè. Chào cô ạ. Mẹ nấu cháo đậu xanh cho hai đứa ăn giải rượu đấy. Mẹ biết rồi ạ. Mẹ biết chứ. Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi cho nóng. Vâng ạ. Uống nước cam nhá. Thấy chưa? Ta đã bảo là mẹ ta thay đổi rồi mà. Xin ạ. Cô không ăn ạ? Nhìn hai đứa ăn là cô thấy ngon rồi. Ăn đi. Con mời mẹ. Cháu mời cô ạ. Ngon quá mẹ ạ. Con phải nghe điện thoại ạ. Ăn đi. Trước đây cô có điều gì không phải với cháu, cho cô xin lỗi nhé. Vâng, không có gì đâu ạ. Nghĩ lại cô mới thấy không hiểu tại sao cô lại cay nghiệt với một đứa trẻ như cháu. Cháu biết những điều cô làm là vì muốn tốt cho My. Và lại cháu cũng là bạn của My, nên cháu rất quý trọng những người yêu thương My ạ. Cảm ơn cháu. Từ bây giờ cô sẽ để cho My được thoải mái sống với cuộc đời My muốn. Cô sẽ không cản trở tương lai của My nữa.